Kính thưa quý vị và các bạn, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức tài năng và giàu tâm huyết, một nhà yêu nước nhiệt thành, một ngọn cờ của khối đại đoàn kết dân tộc, một chiến sĩ cộng sản kiên định, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn thử thách nào, vẫn một lòng một dạ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, từ bỏ mọi danh vọng, quyền lợi của chế độ thực dân đế quốc, chấp nhận gian nguy, bất chấp bị giam cầm lưu đày trong các nhà tù của địch. Với bản lĩnh của một người yêu nước, luật sư Nguyễn Hữu Thọ lựa chọn con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt. Cuộc đời ông là tấm gương sáng ngời về một nhân cách trong sáng, cao đẹp, đã đấu tranh không mệt mỏi và cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc, hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Tuy chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng ông vẫn xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày sinh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, 10 tháng 7 năm 1910, 10 tháng 7 năm 2023. Trong chương mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách trong chương trình sưu tầm tài liệu viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam với nhan đề Nguyễn Hữu Thọ tiểu sử, do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 trong một gia đình công chức tại làng Long Phú, Tổng Long Hưng Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn cũ, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Long An, giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Sớm được học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Tây, có tấm lòng yêu nước sắt son, kiên cường đấu tranh bảo vệ những người bị áp bức bóc lột. Trong suốt chặng đường gần 50 năm hoạt động cách mạng, bất chấp mọi gian khổ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 1949, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với đông đảo nhân sĩ, trí thức và nhân dân Sài Gòn, Gia Định, luật sư Nguyễn Hữu Thọ hăng hái tham gia hoạt động cách mạng, kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mặc dù bị kẻ địch bắt giam và lưu đày ở nhiều nơi, từ vùng rừng thiêng nước độc ở Bản Dẫn, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đến vùng miền núi Củng Sơn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, vân vân, luật sư Nguyễn Hữu Thọ vẫn giữ vững ý chí kiên cường của người cách mạng. Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, với uy tín lớn của ông tại đại hội lần thứ nhất tháng 2 năm 1962 và lần thứ hai tháng 3 năm 1964, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến tháng 6 năm 1969, ông đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, luật sư Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quyển sách Nguyễn Hữu Thọ tiểu sử gồm có 4 chương như sau. Chương 1: Quê hương gia đình và những hoạt động cách mạng đầu tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Chương 2: Những năm tháng đấu tranh vì hòa bình và thống nhất Tổ quốc. Chương 3: Hoạt động của luật sư Nguyễn Hữu Thọ trên những cương vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước, quốc hội và mặt trận từ năm 1976 đến năm 1998. Chương 4: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sống mãi với non sông đất nước. Sách dày 239 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành, thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày sinh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ,
10 tháng 7 năm 1910, 10 tháng 7 năm 2023. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Nguyễn Hữu Thọ, Tiểu sử. Ây đất nước còn nô lệ, gót quân thù gieo bao nỗi đau thương. Nguyễn Hữu Thọ, người con của quê hương, từ bỏ công danh, dân thân tranh đấu. Theo đường cách mạng làm rạng rỡ non sông, hiến dâng đời mình cho đảng, cho dân.